bà em muốn hát lên cho tòa nói nghe. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Trang. Bây giờ bài của chị xấu hơn. Nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Chị ơi. Nhưng mà hôm nay của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn, bài này của Hương Tràm. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Làm sao em ru nồi những đêm dài, làm sao cho con tim đó lạnh lùng. Chị mong sao cho tên anh tan giá hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thỏa nói nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Em sợ anh Trường Giang. Sao sợ Trường Giang? Em sợ anh Trường Giang chặt lắm. Tại mấy cái show khác á. Ủa anh Trường Thành cũng chặt lắm mà. Nhưng mà em chưa bị chặt. Đó rồi. Ảnh có hát cho em nghe không? Dạ có. Vậy mà vẫn chưa chia tay. Khẩu nghiệp nha. Bán cửa hàng nhưng mà nãy cái cảm giác mà lụm mấy chai yến là rất quen thuộc. Nè hỏi nè. Lẽ đáng lẽ phải giúp những người đi thi như vậy chứ làm sao mà không, tại sao hại con vậy? Là cái người nghĩ ra chiêu trò để đánh lừa chúng ta. Chí ơi! Trợ lý! Mày nhảy được không? Chứ không phải là hận, không giận gì hết đó. Đây đúng là tiết mục mở màn đỉnh cao cho tất cả mọi chương trình ca nhạc tạp kỹ. Xuất sắc! Em! Nhưng mà em hát cái chỗ đó là cái... anh mà tự nhiên nhắc đến ok nhạc. Anh hiểu em ok đúng không ok hiểu ok cái gì anh, cái hiểu. Gì okay, okay. Thành ơi okay. Thành ô quên nữa an ủi em đi an ủi em đi chàm luôn chàm chứ sao mà nói vậy tự nhiên vậy được bảo vệ khiêng nó ra giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em Miu, bình tĩnh lại. Nói sai có một... Em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa. Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nữa muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa. Em không biết mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi, người ta đi. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó, xin lỗi chị. Cái bài này của Hương Tràm mà. Mà suốt ngày em nói cho em mập là em không thích rồi. Nhưng mà em cũng là đó. Bài của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Vậy Hồ Quỳnh Hương anh sao? Đi giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh biết rồi. What would I do? Biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn bài này của Hương Tràm.